Hãng điện thoại Lenovo tiếp tục đẩy mạnh thị trường smartphone khi cho ra mắt sản phẩm Lenovo S580. Sản phẩm đã có mặt trên hệ thống thế giới động.com với mức giá là 3.790.000 đồng. Về thiết kế, Lenovo S580 được tạo hình khá đơn giản với hình chữ nhật và bo tròn 4 góc cạnh. Mặt trước ở phía trên có các bộ phận như là cảm biến, loa thoại, logo hãng Lenovo và camera trước. Phía dưới có 3 phím cảm ứng không được thiết kế đèn nền. Viền nền đen xung quanh màn hình cảm ứng tuy khá lớn, chưa được mỏng đẹp nhưng cũng không quá dư thừa như một số sản phẩm khác. Mặt sau được làm chất liệu đen mờ, ít bám dấu vân tay. Cụm camera sau bao gồm luôn cả đèn flash trợ sáng thì lồi lên một khoảng khá dày. Kế bên là loa ngoài được đục các lỗ nhỏ đều nhau thẳng hàng. Cạnh phải của máy có phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng, giảm màu kim loại cho nổi bật. Cạnh trái thì chân láng không có chi tiết nào. Cạnh trên cùng có sắt cắm tai nghe và cổng sạc micro USB. Cạnh cuối cùng chỉ còn có một micro đàm thoại. Lenovo S580 có kích thước khá mỏng nhẹ, thân máy dày 8.1mm và nặng 129g. Máy hiện có 3 màu để bạn có thể lựa chọn như là màu đen, bạc và vàng đồng. Về màn hình, Lenovo S580 sở hữu một màn hình 5 inch với độ phân giải HD 720p. Đây là một thông số kỹ thuật tốt đối với một sản phẩm smartphone giá dưới 4 triệu. Màn hình HD vừa đủ đẹp để đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn, lại hạn chế hao pin hơn các loại màn hình cao cấp. Ngoài ra thì ở màn hình còn có tích hợp IPS LCD làm cho góc nhìn của màn hình rộng hơn, màu sắc thực tế hơn các màn hình TFT. Tuy vậy nhưng có một điều đáng tiếc là không được trang bị kính cường lực mà chỉ sử dụng loại kính thường, rất dễ chày nếu không dán lớp bảo vệ. Cấu hình của Lenovo S580 cũng không phải dạng vừa khi sử dụng chip Qualcomm 4 nhân 1.2 GHz thay cho chip MTK mà hãng thường sử dụng nha. Và cộng với dung lượng RAM là 1GB và với cấu hình này cùng với hệ điều hành Android 4.3 Cinebench cũng hỗ trợ bạn đầy đủ các trò chơi và ứng dụng hiện nay có trên cửa hàng Google Play. Tuy nhiên với dung lượng RAM hơi ít thì bạn cũng không nên cài đặt trên máy nhiều ứng dụng và trò chơi nặng cùng một lúc. Về camera, máy cũng được trang bị cả camera trước và camera sau, lần lượt có độ phân giải là 2MP và 8MP. Theo mình cảm nhận thì camera sau 8MP lấy nét khá nhanh và chụp ảnh rõ trong điều kiện có ánh sáng, màu sắc tấm ảnh cũng giống với màu của thực tế. Với giá thành này thì mình cảm thấy là chấp nhận được với chất lượng của chiếc camera này. Chỉ có một việc mà hãng không nắm bắt được nhu cầu của người dùng, khi mà bây giờ hầu như mọi người thích chụp ảnh tự sướng nhiều mà camera trước chỉ có 2MP thì chưa đã. Có thể cắt bớt vài chấm của camera sau đắp vào camera trước thì cũng ổn. Máy cũng có những tính năng với chất lượng nằm ở mức khá, dù các tính năng đó không đẳng cấp như những tính năng của các dòng máy cao cấp. Tuy nhiên với giá thành dưới 4 triệu là bạn đã có thể sở hữu được một sản phẩm đầy đủ tính năng hiện đại rồi. Nếu thấy video hữu ích đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và nhấn vào nút đăng ký nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.